À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô xin chào các bạn học sinh lớp 6. Cô xin được tự giới thiệu, cô là Phạm Thị Hằng, là giáo viên môn vật lý của Vietjet. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong môn khoa học tự nhiên của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Cô biết rằng có rất nhiều bạn tính tự học rất là cao, thế cho nên là để chúng ta có thể đọc hiểu được cuốn sách này thì điều đầu tiên chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu lời nói đầu và phần hướng dẫn sử dụng sách. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần lời nói đầu nè. Đó, ở phần lời nói đầu này thì người ta có nói với các em rằng đó là thế giới tự nhiên rất đa dạng và kỳ thú. Hiểu biết thế giới tự nhiên sẽ giúp con người ngày càng làm chủ được cuộc sống, yêu quý và bảo vệ thiên nhiên, phát triển thế giới tự nhiên một cách bền vững. Và ở trong sách giáo khoa khoa học tự nhiên thuộc bộ sách Chân Trời Sáng Tạo của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam này thì sách được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, giúp các em không ngừng sáng tạo trước thế giới tự nhiên rộng lớn, đồng thời tạo cơ hội cho các em vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày. Nội dung ở sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 này thì gồm có phần mở đầu và 11 chủ đề học tập, sẽ mang đến cho các em những tri thức về chất và sự biến đổi của chất, vật sống, năng lượng và sự biến đổi năng lượng, trái đất và bầu trời, các nguyên lý khái niệm chung về thế giới tự nhiên. Và mỗi chủ đề thì sẽ được chia thành các bài học. Mỗi bài học thì sẽ gồm một chuỗi các hoạt động nhằm hình thành năng lực cho các em. Vậy thì chuỗi các hoạt động nhằm hình thành năng lực này đó là những chuỗi hoạt động nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần hướng dẫn sử dụng sách. Ở trong mỗi bài học này thì sẽ gồm các nội dung. Đầu tiên đó chính là phần mở đầu. Phần mở đầu này có ký hiệu là nút nguồn đây, như các bạn thường thấy ở trong các cái điều khiển của TV hay điều hòa. Đó. Vậy thì cái phần hoạt động mở đầu này sẽ đưa ra cho các bạn những câu hỏi này, tình huống để gợi mở vấn đề, đó, để nhằm định hướng và gợi mở cho các em huy động những kiến thức và kinh nghiệm mà các em sẵn có để bắt nhịp một cách hứng thú vào bài học. Tiếp theo đó là cái chuỗi hoạt động hình thành kiến thức mới. Thì ở đây các bạn thấy chúng ta có các ký hiệu là ký hiệu của mũi tên. Thể hiện này là hoạt động hình thành kiến thức mới qua việc quan sát hình ảnh, thí nghiệm hoặc trải nghiệm thực tế. Ký hiệu mà có ba đầu người ở đây chính là cái phần các bạn thảo luận để hình thành kiến thức mới. Và cuối cùng sẽ là phần tóm tắt kiến thức trọng tâm. Đây chính là phần ký hiệu bàn tay cầm chiếc bút viết. Vậy thì cái chuỗi hoạt động hình thành kiến thức mới này là chuỗi hoạt động quan trọng mà ở đó các em cần tích cực quan sát hình ảnh minh họa, làm thí nghiệm thảo luận, phán đoán khoa học để chúng ta có thể chiếm lĩnh được kiến thức mới của bài học. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần luyện tập. Phần luyện tập ở đây là ký hiệu của mũi tên xoay chiều theo chiều kim đồng hồ. Đây chính là phần củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng đã học. Tiếp theo đó chính là phần vận dụng. Có cái ký hiệu là hình đầu người. Ở đây chính là phần vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống. Ở trong cái chuỗi hoạt động luyện tập vận dụng này sẽ giúp các em ôn kiến thức, rèn luyện kỹ năng của bài học và sử dụng kiến thức kỹ năng đó để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Và tiếp theo đó chính là phần mở rộng. Phần mở rộng này có ký hiệu là phần hình người đang cầm một cuốn sách để đọc. Thì cái phần này chính là sẽ giới thiệu thêm cho các bạn những kiến thức và ứng dụng liên quan đến bài học, giúp các em tự học ở nhà. Và ở cuối mỗi bài học thì sẽ là hệ thống bài tập nhằm tạo điều kiện cho các em tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình. Đó. Vậy thì các bạn thấy rằng là cái cuốn sách môn khoa học tự nhiên này, ngoài việc mà hình ảnh này, bắt mắt này và những chuỗi hoạt động hình thành kiến thức một cách rất là tự nhiên và nó tạo hứng thú cho các bạn ở trong mỗi phần kiến thức mới này thì cũng đủ để chúng ta rất là tò mò muốn học rồi đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bài đầu tiên của phần mở đầu nhé.
Chúng ta sẽ cùng nhau vào bài 1 ở trong phần mở đầu này, đó chính là giới thiệu về khoa học tự nhiên. Và mục tiêu khi mà chúng ta học bài này đó là chúng ta sẽ nêu được khái niệm khoa học tự nhiên, chúng ta trình bày được vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống. Và ở trong phần mở đầu này thì chúng ta được đưa ra câu hỏi, đó là em đã làm quen với môn khoa học ở cấp tiểu học, vậy khoa học tự nhiên nghiên cứu những gì và đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống? Thì đây là cái câu hỏi huy động kiến thức và cái kinh nghiệm vốn có của các bạn để các bạn có thể trả lời được cái câu hỏi này. Vậy thì tùy thuộc vào mỗi người nhé, chúng ta sẽ có những cái câu hỏi khác nhau. Và ở đây thì cô sẽ là người hướng dẫn để cho các bạn có thể trả lời được câu hỏi. Vậy thì ở đây khoa học tự nhiên nghiên cứu những gì? Thì khoa học tự nhiên sẽ nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên và những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường. Đó, vậy thì chúng ta sẽ ghi cho cô nào. Khoa học tự nhiên nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái ý tiếp theo, đó là đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống. Đó. Thì các bạn thấy khoa học tự nhiên nó có những cái vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Đó. Các bạn sẽ thấy một số những cái vai trò thể hiện rất rõ ràng, đó là nhờ có sự nghiên cứu, tìm hiểu, khám phá về thế giới tự nhiên mà chúng ta được cung cấp những cái thông tin mới nhằm nâng cao nhận thức của chúng ta về thế giới tự nhiên, hay là nhờ có những cái sự nghiên cứu, sáng chế ra các loại máy móc, ứng dụng công nghệ vào cuộc sống giúp chúng ta có thể mở rộng được sản xuất, phát triển được kinh doanh, kinh tế của xã hội đất nước. Và khoa học tự nhiên thì cũng nghiên cứu về những cái loại vaccine để chúng ta có thể phòng ngừa được các loại bệnh tật. Vậy thì vai trò của nó đối với cuộc sống của chúng ta là nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của con người đó. Và một cái vai trò nữa đó chính là nó bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đó. Ví dụ như là ở trong những cái hoạt động của con người của chúng ta là trong sinh hoạt thì chúng ta sẽ thường thải những cái rác thải sinh hoạt đúng không nào? Đó, vậy thì người ta cũng sẽ nghiên cứu và sáng chế ra các cái loại máy móc để có thể xử lý được rác thải ra môi trường, thì từ đó sẽ bảo vệ được môi trường. Đó. Vậy thì chúng ta tiếp tục nói về cái vai trò của khoa học tự nhiên. Đối với cuộc sống. Đó, cuộc sống cô viết tắt nha. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ liệt kê một số những cái vai trò nổi trội, đó là cung cấp thông tin, mới để nhằm nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên
Tiếp theo đó là ứng dụng công nghệ vào cuộc sống sản xuất để mở rộng sản xuất và phát triển kinh tế, để mở rộng sản xuất và phát triển kinh tế. Đó. Tiếp theo là vai trò của khoa học tự nhiên, đó chính là bảo vệ và chăm sóc sức khỏe con người. Đó, hoặc là các bạn có thể đưa ra thêm, đó chính là bảo vệ môi trường. Ứng phó với biến đổi khí hậu. Đó. Và các bạn nghĩ ra thêm được những cái khoa học tự nhiên nghiên cứu về những gì, hoặc là có đóng thêm những cái vai trò như thế nào trong cuộc sống nữa, thì các bạn hãy comment ở dưới video này cho cô nhé. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau sang cái phần một nhỏ là khoa học tự nhiên. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào cái chuỗi hoạt động hình thành kiến thức mới. Phần đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm khoa học tự nhiên. Hoạt động của con người chủ động tìm tòi khám phá ra tri thức khoa học gọi là hoạt động nghiên cứu khoa học đó. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ đọc cho cô những cái thông tin mà người ta đưa ra. Đó là hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động con người chủ động tìm tòi khám phá ra tri thức khoa học. Và những người hoạt động nghiên cứu khoa học thì gọi là nhà khoa học. Và môn khoa học tự nhiên là môn học tìm hiểu về thế giới tự nhiên và những ứng dụng khoa học tự nhiên trong cuộc sống. Đó. Vậy thì ở đây thì người ta đã trả lời được cho chúng ta môn khoa học tự nhiên là gì, nhà khoa học là gì và hoạt động nghiên cứu khoa học là những cái hoạt động gì. Bây giờ các bạn hãy thảo luận và các bạn trả lời cho cô câu hỏi hoạt động nào trong các hình từ 1.1 đến 1.6 là hoạt động nghiên cứu khoa học. Thế các bạn hãy quan sát cho cô các hình nào. Đó. Ở đây chúng ta có hình 1.1 là thả diều, hình 1.2 là lấy nước, lấy mẫu nước nghiên cứu, hình 1.3 là gặt lúa, hình 1.4 là rửa bát đĩa, hình 1.5 là hoạt động tập thể, hoạt động hình 1.6 là làm thí nghiệm. Đó. Vậy thì các bạn hãy chú ý cho cô, cái hoạt động nghiên cứu khoa học là cái hoạt động mà con người chủ động tìm tòi khám phá ra tri thức khoa học. Đó. Tức là nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái tri thức mới để chúng ta có thể từ đó chúng ta sáng chế hoặc là chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống của chúng ta. Thế thì bây giờ hình đầu tiên, hình 1.1 là hình thả diều này. Đó. Thì các bạn thấy là các bạn nhỏ đang gì ạ? Tung tăng chạy nhảy để thả diều. Vậy thì cái hoạt động này nó là cái hoạt động vui chơi và nó không tìm tòi cũng không khám phá ra được tri thức mới nào, đúng không? Vậy thì hình 1.1 này nó chỉ đơn giản là cái hoạt động bình thường thôi. Đó. Còn nếu như muốn nó trở thành hoạt động nghiên cứu khoa học thì sẽ phải là gì ạ? Nghiên cứu cái lực đẩy của gió để có thể chế tạo ra được diều có thể bay cao. Đó. Thì đấy mới là cái nghiên cứu khoa học. Vậy thì chúng ta sẽ loại bỏ hình 1.1 là hoạt động nghiên cứu khoa học này. Ở hình 1.2 nào, lấy mẫu nước nghiên cứu. Cái hoạt động mà lấy mẫu nước nghiên cứu này thì người ta lấy mẫu nước để người ta gì ạ? Người ta tìm các chất chứa ở trong nước. Đó. Các nguyên tố, các phân tử tạo ra nước này và xem các nước, các chất ở trong nước này thì nó là những cái chất nào và từ đó thì người ta sẽ
chế tạo ra được nước cất, nước sạch này đó. Và có những cái nghiên cứu nữa để người ta làm từ cái việc mà lấy mẫu nước nghiên cứu này. Vậy thì cái hình 1.2 này chính là cái hoạt động nghiên cứu khoa học. Tiếp theo hình 1.3 là gặt lúa. Vậy các bạn thấy cái hoạt động gặt lúa này đó là cái hoạt động của các bác nông dân thu hoạch lúa sau khi mà lúa đã chín, đúng không? Vậy thì cái hoạt động này nó đơn giản là thu hoạch lúa thôi, chứ cũng không có cái gì là tìm tòi khám phá ra tri thức mới, tri thức khoa học cả đó. Và muốn cái hình 1.3 này trở thành một cái hoạt động nghiên cứu khoa học thì sẽ phải là gì ạ? Người ta nghiên cứu ra máy gặt đó, nghiên cứu ra máy gặt để ứng dụng vào cái việc thu hoạch lúa, thì khi đó đây mới là cái hoạt động nghiên cứu khoa học. Vậy thì hình 1.3 không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học. Tiếp theo hình 1.4 là rửa bát đĩa. Cái việc rửa bát đĩa này của chúng ta là gì? Giúp cho bát đĩa của chúng ta sạch. Vậy thì ở đây cũng không có gì là tìm tòi hay khám phá ra tri thức mới cả. Muốn nó là một cái hoạt động nghiên cứu khoa học thì là gì ạ? Nghiên cứu vào cái dầu mỡ, cái thức ăn bám ở trên bát đĩa này để người ta gì ạ? Sáng chế ra nước rửa bát. Đó, thì cái đấy mới là gì? Nghiên cứu khoa học các bạn nhé. Đó, cái hoạt động nghiên cứu khoa học. Tiếp theo hình 1.5 là hoạt động tập thể. Thì ở đây khi hoạt động tập thể là chúng ta chơi những cái trò team building, kết hợp mọi người lại với nhau thành nhóm để chúng ta chơi và tăng những cái tinh thần đoàn kết của chúng ta lên, mọi người đều được vui vẻ. Vậy thì cái hoạt động này nó là một hoạt động bình thường, nó không tìm tòi khám phá ra tri thức khoa học gì hết đó. Và một câu hỏi tương tự, nếu như muốn cái hình 1.5 này nó là cái hoạt động nghiên cứu thì sẽ phải nói như thế nào ạ? Người nghiên cứu ra các trò chơi để một nhóm người có thể chơi hoạt động được với nhau đó, để tăng tinh thần đoàn kết, thì đấy mới chính là gì? Là cái hoạt động nghiên cứu khoa học các bạn nhá. Rồi, vậy thì ở đây chúng ta đã loại bỏ được hình 1.1, hình 1.3, hình 1.4 và hình 1.5 rồi. Bây giờ sang hình 1.6 này, là làm thí nghiệm này. Đó, các bạn thấy người ta đang lấy chất từ ống nghiệm này sang chất từ ống nghiệm khác này đó. Còn cái này chính là gì ạ? Kính hiển vi đấy các bạn ạ. Đó, vậy thì người ta đang làm thí nghiệm đó, thì có thể là người ta sẽ gì ạ? Sáng tạo ra một chất mới, hay là người ta lai tạo giống cây trồng mới. Tóm lại là người ta muốn tìm tòi khám phá ra một cái điều mới đó. Thế thì cái việc cái hoạt động làm thí nghiệm này chính là hoạt động nghiên cứu khoa học. Đó. Như vậy là từ hình 1.1 đến hình 1.6 thì chúng ta thấy hình 1.2 và hình 1.6 là những cái hoạt động nghiên cứu khoa học. Vậy thì các bạn trả lời cho cô hoạt động trong hình 1.2 và hình 1.6 là hoạt động nghiên cứu khoa học. Đó. Vì đây là các hoạt động con người chủ động tìm tòi khám phá ra tri thức mới đó, hoặc là tri thức khoa học, được chưa nào các bạn? Rồi đó. Vậy thì từ phần này chúng ta biết được khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường.
Rồi, vậy thì các bạn đã nêu được cái khái niệm khoa học tự nhiên và đó chính là cái mục tiêu đầu tiên của trong cái bài học này rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái mục tiêu thứ hai của bài học này, đó chính là vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống. Chúng ta sẽ đến với cái phần 2 nhỏ. Chúng ta sẽ cùng nhau sang phần 2 nhỏ, đó là vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống. Thì chúng ta biết được rằng là trong cuộc sống khoa học tự nhiên thể hiện ở nhiều vai trò khác nhau. Vậy thì các bạn hãy thảo luận nhóm và cho biết vai trò của khoa học tự nhiên được thể hiện trong các cái hình 1.7 đến hình 1.10. Thì ở hình 1.7 này chúng ta thấy là trồng dưa lưới đó. Vậy thì các bạn thấy là người ta đã ứng dụng những cái phương pháp trồng cây mới đúng không nào? Đó. Thì với những cái phương pháp là dễ dàng áp dụng này đã giúp cho những người nông dân thu được sản lượng cao này và chất lượng của dưa lưới này cũng tốt này. Đó. Hay là với cái việc mà áp dụng những cái phương pháp tiên tiến khác vào nuôi cấy cây trồng khác nữa. Đó. Thì cũng đều giúp cho những người nông dân thực hiện được dễ dàng hơn và thu được những cái năng suất cao hơn. Vậy thì đây chính là vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống, đó chính là để ứng dụng công nghệ vào cuộc sống sản xuất và kinh doanh. Đó. Vậy thì chúng ta thấy được cái vai trò đầu tiên của khoa học tự nhiên. Đó là gì ạ? Là ứng dụng công nghệ vào cuộc sống sản xuất kinh doanh. Rồi, tiếp theo nào. Chúng ta nhìn cho cô cái hình 1.8 này chính là những cái thiết bị sản xuất dược phẩm. Đó. Thế thì những cái thiết bị sản xuất dược phẩm này cũng là gì ạ? Được con người hoạt động chủ động tìm tòi và khám phá ra và sáng chế ra những cái thiết bị để sản xuất được dược phẩm. Và khi sản xuất ra dược phẩm thì nó sẽ là những cái thuốc này để gì ạ? Bảo vệ sức khỏe của con người, để chăm sóc sức khỏe của con người, sáng chế ra những cái loại thuốc mới này, những loại vaccine mới để phòng ngừa bệnh tật cho con người. Đó. Vậy thì ở hình 1.8 này chúng ta có thể rút ra cái vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống, đó chính là gì ạ? Chăm sóc sức khỏe con người. Đó. Tiếp theo nào, các bạn quan sát hình 1.9. Thì hình 1.9 này là sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện. Đó, các bạn thấy năng lượng gió này chính là năng lượng từ tự nhiên đúng không nào? Đó, nó rất dồi dào và vô tận. Đó, và chúng ta đã vận dụng cái việc thuận lợi đó để chúng ta sản xuất điện. Đó, vậy thì người ta đã sáng tạo ra những cái cối xây gió lớn này đó để sử dụng được cái năng lượng gió để sản xuất điện. Mà năng lượng gió này chính là những cái năng lượng sạch đó, thì sẽ giúp chúng ta bảo vệ được môi trường và phát triển được bền vững hơn. Thì đây là vừa có vai trò là ứng dụng công nghệ vào cuộc sống sản xuất kinh doanh và cũng vừa có vai trò là gì? Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Thế thì chúng ta sẽ lấy cho cô cái ý đó là gì ạ? Là bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Rồi, tiếp theo nào. Chúng ta quan sát hình 1.10 là thạch nhũ tạo ra trong hang động. Thế thì các bạn thấy là chúng ta đã hoạt động chủ động tìm tòi khám phá thiên nhiên đúng không nào? Đó, thì chúng ta đi khắp nơi này, chúng ta tìm ra được những hang động này, những cái vẻ đẹp kỳ thú mà thiên nhiên đã tạo ra này. Và chúng ta ví dụ như là thạch nhũ tạo ra trong hang động này đó, thì chúng ta sẽ gì ạ?
có những cái hoạt động tiếp theo, đó là chúng ta sẽ lấy những cái thạch nhũ này về để làm mẫu này. Chúng ta sẽ khai thác được từ nó như là quá trình hình thành này, và có những cái chất nào để tạo nên được thạch nhũ này. Thì từ đó, từ cái việc nghiên cứu đó thì chúng ta sẽ nâng cao được nhận thức của con người về thế giới tự nhiên. Vậy thì ở trong cái hình 1.10 này, chúng ta có thể đưa ra được cái vai trò quan trọng của tự nhiên, của khoa học tự nhiên ở đây chính là gì ạ? Là có vai trò trong hoạt động nghiên cứu khoa học này và nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ có cái hoạt động nghiên cứu khoa học. Và tiếp theo đó là nâng cao nhận thức. Con người về thế giới tự nhiên. Đó, như vậy đây chính là những cái vai trò quan trọng của khoa học tự nhiên trong cuộc sống của chúng ta nhé. Rồi, và đây chính là cái phần tóm tắt kiến thức trọng tâm của phần 2 nhỏ này, được chưa? Vậy tiếp theo, chúng ta hãy hoạt động luyện tập cho cô là hãy kể tên một số những cái hoạt động trong thực tế có đóng góp vai trò của khoa học tự nhiên. Đó. Thì các bạn hãy suy nghĩ và quan sát trong gia đình chúng ta nào. Và để chúng ta đưa ra được cho cô một số những cái hoạt động trong thực tế có đóng vai trò của khoa học tự nhiên nào. Một số hoạt động có đóng góp vai trò của khoa học tự nhiên. Đó, thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều những cái hoạt động sinh hoạt của chúng ta có cái sự đóng góp của khoa học tự nhiên ở đây. Đó, thì chúng ta sẽ thấy ví dụ như là chúng ta sử dụng cái bình nước nóng chẳng hạn. Đó, được chưa nào? Thì đấy cũng chính là cái vai trò của khoa học tự nhiên đã giúp cho cuộc sống sinh hoạt của chúng ta được gì? Được dễ dàng hơn. Đó, đấy chính là ứng dụng công nghệ vào cuộc sống đấy. Như là kể cả quạt điện này hay là tivi, tủ lạnh này, đấy tất cả đấy đều chính là gì? Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống. Đó. Chúng ta sử dụng tivi này, bình nước nóng này, quạt điện này, đó, vân vân. Vậy những cái hoạt động mà chúng ta sử dụng những cái thiết bị đấy thì chính là nó đã có những cái đóng góp vai trò của khoa học tự nhiên vào trong đấy. Tiếp theo nào. Tiếp theo nữa là một số những cái hoạt động gì nào các bạn? Ví dụ như là trong ngành nông nghiệp đi, đó thì các bạn thấy được rằng là người ta đã sử dụng những cái máy bay để tưới nước cho cây này, hay là hệ thống tưới nước tự động. Đó, thì đấy đều là cái vai trò của khoa học tự nhiên ở trong cái hoạt động thực tế. Thì chúng ta ghi là sử dụng máy bay tưới nước tự động hay là hệ thống tưới nước sẽ giúp ích cho con người trong cái việc sản xuất nông nghiệp, đúng chưa nào? Rồi, các bạn có thể nghĩ thêm được một số những cái hoạt động thực tế nào nữa thì các bạn hãy comment cho cô ở dưới video này nhé. Rồi, tiếp theo nào, chúng ta sẽ cùng đến với cái phần vận dụng. Thì ở đây người ta có đưa ra cái câu hỏi đó là gì? Hệ thống tưới nước tự động được bà con nông dân lắp đặt để tưới tiêu quy mô lớn. Hãy cho biết vai trò nào của khoa học tự nhiên trong hoạt động đó. Đó. Thì các bạn thấy vai trò của khoa học tự nhiên trong hệ thống tưới nước tự động được bà con nông dân lắp đặt này để tưới tiêu quy mô lớn chính là ứng dụng công nghệ vào cuộc sống sản xuất và kinh doanh. Đó. Thế thì các bạn trả lời cho cô
Đó chính là cái gì ạ? Đó chính là vai trò ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất và kinh doanh. Như vậy là ở trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã tìm hiểu được về khái niệm khoa học tự nhiên và chúng ta đã biết được các vai trò của khoa học tự nhiên ở trong cuộc sống rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần bài tập nào. Đó. Chúng ta sẽ vận dụng cho cô những cái kiến thức của bài học để chúng ta làm được hai bài tập này. Chúng ta cùng đọc bài 1 nào. Bài 1 là hoạt động nào sau đây của con người là hoạt động nghiên cứu khoa học? A là trồng hoa với quy mô lớn trong nhà kính. B là nghiên cứu vaccine phòng chống virus corona trong phòng thí nghiệm. C là sản xuất muối ăn từ nước biển bằng phương pháp phơi cát. Và D là vận hành nhà máy thủy điện để sản xuất điện. Đó. Thế thì các bạn thấy ở trong 4 phương án A, B, C, D này thì cũng nếu như chúng ta đọc qua thì chúng ta thấy là rất khó để phân biệt đúng không? Thế thì các bạn phải chú ý cho cô cái hoạt động nghiên cứu khoa học thì là cái hoạt động người ta tìm tòi, người ta khám phá, người ta nghiên cứu để ra được cái chất mới, tri thức mới, đó, kiến thức mới. Đó, thế thì nó sẽ khác với những cái hoạt động mà ứng dụng công nghệ vào cuộc sống sản xuất kinh doanh nhá. Đó, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt đi tới các phương án A, B, C, D để chúng ta loại trừ và chúng ta chọn cho cô được cái đáp án đúng nhất ở trong cái bài 1 này. A là trồng hoa với quy mô lớn trong nhà kính. Thì các bạn thấy trồng hoa với quy mô lớn trong nhà kính này chính là cái hoạt động ứng dụng công nghệ vào gì? Vào sản xuất kinh doanh. Đó, thế thì ý A này không phải là cái hoạt động nghiên cứu khoa học. Ý B này các bạn thấy nghiên cứu này. Đó, nghiên cứu thì đây chính là cái hoạt động, chính là cái hành động. Đúng không nào? Người ta nghiên cứu, người ta tìm tòi, khám phá, người ta tìm hiểu. Đó. Thế thì đây cái phương pháp, cái phương án B này chính là hoạt động nghiên cứu khoa học. C, sản xuất muối ăn từ nước biển bằng phương pháp phơi cát. Thì người ta đã ứng dụng cái công nghệ phơi cát này để người ta gì? Sản xuất muối ăn. Thế thì đây không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học mà đây chính là cái hoạt động ứng dụng thôi. Vậy thì C cũng không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học. D, vận hành nhà máy thủy điện để sản xuất điện. Đó. Thì cái này nó là cái gì? Là cái hoạt động vận hành nhà máy thôi. Đó. Chứ nó không tìm tòi, không khám phá ra được những cái tri thức mới. Được chưa nào? Đó. Thì nó là một trong những cái hoạt động ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Vậy thì ở cái bài 1 này, các bạn chọn cho cô phương án B nhé. Đó. Là cái hoạt động nghiên cứu khoa học. Tiếp theo bài 2, hoạt động nào sau đây của con người không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học? Đó, thì ở trong bài 2 này chúng ta thấy là ngược lại so với bài 1 đúng không? Bài 1 chúng ta đi tìm hoạt động nghiên cứu khoa học, bài 2 chúng ta đi tìm cái hoạt động không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học. A là theo dõi nuôi cấy mô cây trồng trong phòng thí nghiệm. À, cái việc theo dõi. Đó. Theo dõi nuôi cấy mô cây trồng thì theo dõi ở đây là chúng ta sẽ quan sát tới cái quá trình sinh trưởng của mô cây trồng này đúng không nào? Đó. Thì nó là cái hoạt động nghiên cứu khoa học. Đó. Từ cái việc theo dõi này người ta sẽ có thể đưa ra được cái gì, quy trình phát triển của cái mô cây trồng này như thế nào, đưa ra được cái cách chăm sóc hợp lý hơn. Đó thì và người ta có thể nuôi cấy được những cái mô cây trồng có những cái chất lượng sản lượng tốt hơn. Tiếp theo phương án B, làm thí nghiệm điều chế chất mới. Đó thì ở đây người ta đã nói được ra cái hoạt động là làm thí nghiệm và tìm tòi khám phá ra được gì, chất mới. Vậy đây chính là hoạt động nghiên cứu khoa học rồi. Vậy A, B là hoạt động nghiên cứu khoa học. Vậy chúng ta còn C và D.
C là lấy mẫu đất để phân loại đất trồng. Còn D là sản xuất phân bón hóa học. Đó, thì các bạn thấy cái việc mà lấy mẫu đất để phân loại đất cây trồng này với cả cái sản xuất phân bón hóa học thì sao ạ? À, sản xuất phân bón hóa học thì làm cách nào để có thể sản xuất được phân bón hóa học ạ? À, thì người ta phải gì? Phải nghiên cứu, người ta phải tìm hiểu. Thì cái phương án D này này, nó là một trong những cái hoạt động nghiên cứu hóa học để người ta tìm ra được cái phân bón hóa học. Đó, và người ta sản xuất được phân bón hóa học. Vậy D này là cái hoạt động nghiên cứu khoa học. Còn C lấy mẫu đất để phân loại đất trồng thì đây chỉ là cái gì ạ? Cái hoạt động bình thường của người nông dân đi lấy mẫu đất thôi. Đó, đi lấy mẫu đất để họ phân loại đất trồng thôi. Đó. Thế thì ý 2 này, câu 2 này các bạn chọn cho cô phương án C nhé. Nó là cái hoạt động không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và học xong được bài 1 giới thiệu về khoa học tự nhiên rồi. Đó, các bạn thích video này của cô thì các bạn hãy like và subscribe kênh Vietjack nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo nhé. Khóa học Vietjack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjack.